Diêm chào anh chị em các bạn nha. Hôm nay tụi mình đi Paris. Hôm nay là lần đầu tiên anh Hoàng đi xe lửa. Không, lần đầu tiên đi xe lửa từ sau mấy chục năm hả? Để coi có bằng lái năm 95 á. Năm 95 này nhiêu ta? Năm 2022 à? 22, hai mấy năm. Hai mấy năm. Ít quá. Đi xe lửa ra Paris. Dư là hai lú luôn á. Bây giờ thì mình đang đợi ở đây nãy giờ nè, bây giờ xe lửa tới rồi nè. Bây giờ thì mình đi ra ngoài từ Lon nha, mình sẽ lấy xe lửa đi ngoài Châtelet. Hôm nay nắng lắm nên mình phải đợi nó. Này đi Paris cũng khỏe, tại vì không có sáng mát hả chị ha? Sáng mát không có nhiều mà thiệt là nóng nên đi cũng đỡ. Đỡ 3 năm trời mới lấy lại chiếc xe lửa này nè. Cái xe này nó bắt đầu từ ở dưới mặt La Vallée ở Nice này. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra Paris thì đi xe này nó rất là tiện, cứ mười mấy phút là nó một chuyến thôi ạ. Cho mình biết là còn mấy phút nữa đó, giờ giấc đi tới đâu. Đây là nhà ga, một là đi xuống dưới. David lần đầu đi metro hả? David lần đầu đi metro nữa hả? Đơ kho hả? Paris đi ghê không? Nhưng mà này là mùa hè, nghỉ hè rồi đó, vắng người rồi đó nha. Cái này tại vì ở đây nói chung là không phải là đi mà là chạy không à. Ta đàn hát á. Ta dựng miệng hát là đi ra ngoài mấy metro ở Paris mình hay thấy cái này đó. Hát khỏi kè. Đằng đó anh Kim sao? Đó nó gì? Mình đi thẳng lên luôn nha, mình đi xuống xe lửa là mình cứ lấy theo cái mê hô ngọt á. Nhưng mà mình không có lấy mê hô nha. Mình đi theo cái mũi tên đi tới đây nè. À từ hôm cái này Champs-Élysées. Đó. Sáng sớm này là đây là khách du lịch nhiều ghê, cuối mình đi cũng khá xa đó. Ở đây nó có cái này nè, chắc mình cái này phải bỏ tiền vô mình coi mình nhìn đó nha. Có giá tiền nè, 2 euro nè, một có hướng dẫn viên luôn. Ha, cái bác này cầm cái cây không à. Vui ha. Xung quanh đó nè. Rồi này là đây là quận 8 nha. La Chaux de Gon, quận 8. Cờ Pháp đây đã đổi cái màu ở trên, màu xanh ở trên bây giờ là xanh đậm nha. Không còn là xanh lợt giống hồi trước. Ai ta cũng đứng ngay đây để chụp hình nè. Đó tại vì cái đường đến giữa này nè là chính giữa luôn của cái Khải Hoàn Môn. Nên là mọi người đứng đây chụp hình. Ở bên phải và bên trái là đường xe chạy nha. Đó, đường xe chạy là đứng hết vô chị. À,
bên cái chân được nè, bên kia là cái chân của cái đó đó, mình phải đi qua, đi bộ qua bên kia, đi dưới cái chân đó, chân của Thảo Hoàng Môn. Rồi giờ quay phim đó, nói đi nói đi. Tòa nhà này là tòa nhà gì mà rất là thích cái kiến trúc của nước Pháp nha. Ở dưới kia nữa. Đẹp ghê chưa? Hàng cây rất là đẹp luôn nè. Giờ mình tiếp tục mình đi xuống đây, mình lấy mình thô, mình sẽ đi nhà thờ Đức Bà nha. Chị Quyên sai đắm Paris rồi. Giờ là tạm biệt Khải Hoàng Môn không? Tạm biệt Khải Hoàng Môn, giờ mình đi tới địa điểm khác. Khải Hoàng Môn, giờ mình sẽ đi tới địa điểm khác nha. Tiếp tục mình lấy mấy cô. Đi qua đảo đồ hết luôn. Đúng là hai lúa mà. Tại vì ở đây mình, nếu mình đi Paris mình toàn lái xe đi không mà không có đi mấy cô như thế này. Đây nè. Quê EIC nè. Đó, mình đang đây nè. Nãy mình đây, mình xuống đây. Ủa, ở trên đây dưới, nãy mình đây. Cái đường màu vàng đó, cái đường màu vàng là mình đi tới những điểm, mình có thể đi tới những địa điểm mình cần đi. Nhưng mà thật sự rất là khó, không phải là dễ nha. Mình đi bộ rất là xa và mình phải lấy metro để mình đi. Mỗi lần lấy metro vậy là mình phải trả 2 euro nha. Và khi mình Dung đi thì Dung không có nghĩ là mình, chị Viên không có tính là đi tới cái công cột đó, thì mình chỉ đi tới địa điểm lớn thôi là nhà thờ Đức Bà, Tour Eiffel với lại Champs-Élysées. Nhưng mà khi mà trên đường đi á thì Dung thấy nhìn ở trên cái bản đồ của metro thì mình thấy Musée de Louvre hay là công cột rồi, thì Dung ghé vô luôn để xem. Nhưng mà những cái chỗ này thì thật sự là không có tính, không mình không có nghĩ là sẽ đi tới, nhưng mà thôi sẵn đường đi thì mình đi luôn cho biết. Nó có hao vô không ta? Dắt đi. À đúng rồi, đường ấy nè. Đây tôi chạy xe đạp. Con cò. Tua fan hả? Đó để mình thấm. Cho chân nha. Cho chân nha. Nghe đó người ta đang hao vô phải không? Ta đang sửa chữa nè. Đó xung quanh đây. Sau khi mà chụp hình selfie đủ kiểu rồi á, ở quảng trường công cột này thì tụi Dung sẽ tiếp tục đi trở lại cái chỗ mà nãy mình đi lên. Thì trên cùng một cái đoạn đường đi thôi thì Dung thấy cái bản đồ nó có ghi là Musée de Louvre. Rồi lên đó thì mình sẽ thấy được á một cái tòa nhà mà bằng kiến á, thì nó có cái đỉnh á, đỉnh của chớp, chớp của đỉnh á. Rồi vô đó mình xem luôn nha, tại vì nó cũng tiện đường mình đi thôi, thì là đỡ lỡ đi rồi thì mình đi luôn cho biết ha. Thì bây giờ thì tụi Dung cũng đã tới Musée de Louvre. Thì ở đây á, anh chị em các bạn thấy không, mấy cái tòa nhà kiến trúc của Pháp á, nhìn nó mê hồn ha, nhìn nó hút hồn mình á. Thì thật sự tới đây á, là ai cũng thích kiến trúc của Pháp hết trơn luôn á, không bao giờ mà lỗi thời hết. Và bây giờ thì Dung sẽ quay vòng vòng xung quanh cho mọi người xem nha, và sau đó mình sẽ đi vô trong. Đây nè, mình Dung đi vô trong rồi. Nếu như mà anh chị em nào mà muốn xem ở trong viện bảo tàng á, về viện ở đây thì người ta để về di tích lịch sử nè, với lại nghệ thuật của Pháp. Rồi mình mua vé mình vô, tốt hơn là mình mua trước nha. Rồi mình vô thì cái vé bắt đầu từ là 17 euro cho một người. À bạc chia thôi nha, nghĩa là giá khởi điểm đó là 17 euro. Rồi mình sẽ đi vô cổng, chánh vô cổng của nó. Rồi mình đi vô phía trong mình xem nha. Còn Dung chỉ là đi ở mấy ngoài mà thôi. Đây mình bước vô trong nè, bắt đầu mình chính thức vô sâu hơn đây. Đây là đỉnh của chớp là Dung nói nè. Những cái tòa nhà mà làm bằng kiến không luôn á, nhìn rất là đẹp. Ban ngày thì mình nhìn không hấp dẫn ha, bằng ban đêm. Đây, xung quanh của nó. Mình nhìn ở trong thì mình thấy người ta đi ở trong, người ta xem á, mình thấy hết ở phía trong luôn. Ở đây là rất là cao nha.
chị em thấy bạn thấy nó đẹp ghê chưa? Ban ngày thì mình thấy nó cũng bình thường, không có thiệt là hay, không có thiệt là đẹp ha. Đó, những cái tòa nhà của nó là xung quanh nè. Khách du lịch á, chỗ đông dữ lắm luôn á, người ta xếp hàng thiệt là dài luôn. Trời nắng thì chang chang luôn. Chính vì vậy nên á, là mình phải mua vé trước, rồi mình đi lại đúng trước cái giờ mở cửa thì mình xếp hàng ha. Anh chị em các bạn thấy xa xa không? Là người ta xếp hàng để đi vô trong để coi á. Ai phải có thời gian ha, mình đi một ngày chỉ là một hoặc hai tụ điểm như thế này thôi thì mình đủ thời gian mình đi á. Còn nếu không là mình không đủ thời gian đâu. Người ta ở đây á, chụp hình rất là nhiều luôn, mấy em trẻ á, chụp hình selfie đủ kiểu luôn. Là nhìn nó đẹp á. Rồi có cái chỗ này nè, nó có cái nước á. Đó, cái fountain nước nè, thấy mấy anh Tây nè, cởi giày ra để cái chân vậy cho mát. Wow, thấy người ta xếp hàng đông lắm anh chị em các bạn thấy không? Xếp hàng mà tới bên chỗ của mình luôn á. Đây là ban đêm nè, mình lấy ở trên anh Google á. Ban đêm nhìn nó đẹp ghê không? Ban đêm nhìn rất là đẹp luôn ha. Dạ rồi, Musée du Louvre là viện bảo tàng, hãy Dung sẽ xuống metro nha để mình đi tiếp tục tới nhà thờ Đức Bà. Thì mình sẽ lấy cái link là cái direction, cái ngõ đường là Hôtel de Ville ha. Thì đây Dung leo lên trên rồi nè. Đó, bây giờ thì mình sẽ cứ mà thẳng tiến thôi nha. Cứ đi bộ thẳng tới Hôtel de Ville, rồi xong Hôtel de Ville thì mình sẽ rẽ trái nha, theo bản đồ nó chỉ là như vậy. À, anh chị em các bạn thấy không? Trời ơi, đi ra ngoài Paris ha, là mê lắm những cái tòa nhà như thế này đó. Hãy xung quanh cái này là mình có thể đi shopping ha. Ở đây nó bán rất là nhiều giải, những giải phố này bán quần áo này kia cái nọ đó. Đẹp lắm. Thì đi ra ngoài Paris á, thích nhất là ngắm những cái kiến trúc của Paris. Dù cho mình đi thì có rất là mệt nha, nắng nôi rồi nữa. Và cái mệt nhất đó là mình tìm cái địa điểm mình tới á. Tại vì không có quen sử dụng bản đồ á, nên mình hơi lúng túng một chút xíu. Nếu mà ai mà quen sử dụng bản đồ thì đi rất là dễ luôn. Và có sức bền nha. Tại vì nói chung là từ metro, mình đi lên metro rồi đó. Mình muốn đi tới nhà thờ Đức Bà thì mình cũng phải đi bộ, nó xa lắm mình tới được. Nhưng mà vừa đi mà mình vừa ngắm phố thì nó cũng vui, nó cũng thấy hay. Và được chụp ảnh, nhiều bộ ảnh đẹp nữa. Ở đây nè, Dung thấy có mấy chú cảnh sát. Thì không biết chuyện gì, thì nhìn xuống đường ngay chỗ đi bộ nè, thấy có máu quá trời luôn. Không biết chuyện gì xảy ra. Có xe của Samuel và cảnh sát đứng ở đây á. Cảnh sát chặn cho em các bạn thấy không? Ở đây, Hôtel de Ville theo cái hướng tay của Dung chỉ nè. Ngày đó mình thấy có mấy cái vòng tròn Olympic, không biết chuyện gì nữa. Tại ít khi nào xem tin tức á, nên cũng không rành. Mấy về dân thể thao của nước Pháp. Ở đây nè. Cái này không phải cố tình mình quay Man Bullet nha, mình quay phía sau cho mọi người xem. Ta thấy chữ Indonesia, anh Hoàng ghẹo Dung, anh Hoàng nó đừng tưởng đâu Indonesia nha. Ở đây mọi người thấy không, người ta đi bộ rất là nhiều luôn á. Tại vì Paris á, đi xe thì nó hơi khó một cái là mình phải tìm chỗ đậu. Còn mình đi bộ thì mình sử dụng metro mà thôi. Nhưng mà nếu như ai mà quen á, hoặc là mình đi tới một hai địa điểm thì rất là dễ ha. Mình chỉ nhắm ngay đó mình đi. Còn lần này á, thì Dung sẵn tiện dẫn Quyên đi á, thì mình thôi kệ á, mình chịu khó mình ghé chút xíu để cho mình biết luôn ha. Nhưng mà thật sự đi nó mỏi giò dữ lắm luôn. Nhưng mà được con cái á, là vui. Nói chung là đi ai nấy cũng vui hết, nên á mà cũng quên đi cái mệt mỏi. Đôi lúc á nó cũng nắng, trái da cũng thịt luôn á. Nhưng mà thôi kệ, lâu lâu mình mới đi một lần mà. Đây là Hôtel de Ville nè. Chị em các bạn thấy ông đẹp ghê luôn á. Hình như nếu mà có thể dịch ra Hôtel de Ville là giống như mình nói là quỹ ban hả? Thì mỗi cái thành phố nó đều có một cái quỹ ban đúng không? Đây, thì Paris thì dĩ nhiên là một thành phố lớn nhất mà, nên nó là một cái thủ đô của nước Pháp, nên cái Hôtel de Ville nó cũng khác ha. Đây, đẹp ghê chưa, nó lớn ghê chưa, sầm út ha. Kiến trúc của nó rất là hay luôn á. Mình khen những cái nhà kiến trúc sư hoặc là cái người mà đã vẽ ra cái tòa nhà như thế này à.
Wow, quá đẹp luôn. Phải nói là rất là đẹp luôn á. Ở đây mà chụp hình á, đủ kiểu luôn, mặc sức mà chụp hình ha. Thì nếu mình mệt thì mình ngồi ở đây nha, có nguyên một hàng cây luôn nè. Ngay đây nó có nước cho mình uống nữa. Nước mà người ta làm cái kêu bằng gì ta, thì cái không biết gọi như thế nào. Từ ở bên Hotel The Vin mình đi qua bên nhà thờ Đức Bà thì mình thấy được cái dòng sông Sen Louis Vuitton kìa. Đó, dòng sông Sen nha. Wow, đứng nhìn xuống là chóng mặt luôn á. Đẹp quá. Ở dưới người ta có bán đồ ăn á. Bên kia có mấy tòa nhà rất là đẹp luôn. Tới đây là tới dòng sông Sen. Đó, đẹp chưa? Dạ có. Bên đây, bên trái là Hotel The Vin. Giống như kiểu như giống như kêu bằng gì ta, quý bang vậy, nhưng cũng không biết phải không. Ê. Par exemple, là par exemple maman Yukanda mình đang dans le đó, et après là quoi papa David de l'autre côté, je sais plus c'était où. Không nhớ ha. C'était comme ça là bas là. Thì cái hành trình đi Paris của hai gia đình Hoàng Dung và chị Nguyên Phan thì xin tạm dừng tại đây nha. Dung xin hẹn cho em và các bạn ở video sau thì mình sẽ tiếp tục tới nhà thờ Đức Bà nha, và đi những địa điểm khác nữa. Cảm ơn tất cả anh chị em các bạn đã xem và hẹn gặp lại video sau.